Xin chào, chào mừng anh em đã quay trở lại với Đấu Trường Thú, nơi diễn ra những trận đấu xuyên thế kỷ được phát sóng trên kênh Hàng Kỳ Thú. Trong thế giới hoang dã đầy rẫy những cạm bẫy, nếu tê giác được cho là một sinh vật quý hiếm còn sót lại từ thời tiền sử, thì linh cẩu lại là một kẻ lưu manh sát nhân và máu lạnh. Sẽ ra sao nếu một ngày hai động vật này đối đầu với nhau? Ngay bây giờ hãy cùng Hàng Kỳ Thú trong vai trò là trọng tài để chứng kiến trận quyết chiến này nhé. Một, ngoại hình. Tê giác được biết đến là loại thú có vú lớn thứ hai trên cạn chỉ sau loại voi. Loài này chỉ sống ở châu Phi và châu Á. Về kích thước cơ thể, tê giác trắng có chiều cao từ 1,8 đến 2 mét, dài từ 3,5 đến 4,6 mét, nặng 2,4 tấn, thậm chí có con ghi nhận nặng tới 3,8 tấn. Quả là một con số ấn tượng đúng không nào? Trái ngược với anh chàng khổng lồ tê giác, linh cẩu lại là một loại động vật có vú ăn thịt dạng mèo. Linh cẩu đốm là thành viên lớn nhất của họ linh cẩu, dài trung bình 95-165cm, cao khoảng 70-90cm, nặng từ 50-70kg. Linh cẩu đốm có phần thân trước phát triển mạnh mẽ nhưng phần sau tương đối kém phát triển, đầu rộng và phẳng. Mỗi chi có 4 ngón chân kèm móng vuốt ngắn và cùn. Lớp lông của linh cẩu đốm thay đổi theo tuổi, có hai màu vàng xám và xám nhạt. Chúng có hình dạng cơ thể giống gấu, đôi tai tròn và đặc biệt là con cái có dương vật giả và cũng là loại động vật có vú duy nhất không có lỗ âm đạo bên ngoài. Loại này có mặt trong nhiều kiểu môi trường sống khác nhau, từ vùng đất thấp khô cằn và cực nóng ở phía Bắc, tới các địa hình miền núi lạnh ở Đông Phi và Ethiopia. Ở ngay vòng đấu đầu tiên, chúng ta đã thấy lợi thế nghiêng hẳn về phía tê giác. Với ngoại hình khác xa nhau thế này, linh cẩu chắc chỉ còn nước sách dép cho tê giác mà thôi. Tỷ số hiện tại được mở ra 1-0. 2. Tốc độ. Tôi đang không biết đây là trận đấu giữa hai loại động vật hay hai vận động viên điền kinh nữa, vì hai anh bạn tê giác và linh cẩu của chúng ta đều có khả năng chạy rất tốt. Với tê giác, chúng là những động vật không chỉ bơi lội giỏi mà nó còn có thể chạy với tốc độ 55 km/h trong một thời gian ngắn, có thính giác và khứu giác tốt nhưng thị giác lại kém. Và cũng bởi điểm hạn chế này nên tê giác lại kích thích sự hung hãn và cuồng bạo hơn. Về phía linh cẩu, anh bạn này sở hữu khả năng chạy nhanh cho phép chúng có thể truy đuổi những loại chim ở khoảng cách gần. Nó có tốc độ chạy lên đến 64 km/h. Tuy vậy, linh cẩu hiếm khi tự đi săn mồi mà chủ yếu theo các động vật săn mồi khác như sư tử, báo và cướp lấy thức ăn của chúng. Bởi vì cơ thể linh cẩu không hoàn hảo cho việc đi săn giống sư tử hay báo nên chúng rất khó có thể tự khống chế hay giết hại con mồi, buộc phải dựa vào các loại khác để bổ sung thức ăn. Linh cẩu cũng biết theo dõi và lợi dụng động vật ăn xác chết như kền kền để xác định vị trí của những cuộc đi săn thành công. Đương nhiên, với vận tốc lên tới 64 km/h, linh cẩu đã giành chiến thắng ở phần thi này, tỷ số được san bằng 1-1. 3. Kỹ năng săn mồi. Theo thống kê của các nhà khoa học, số đông các loại động vật ăn thịt là những kẻ săn mồi đơn độc. Chúng hầu như là những loại động vật có lợi thế về thể hình hoặc sở hữu những kỹ năng đặc trưng như sức mạnh, tốc độ và nọc độc. Trước tiên, ta cùng bàn đến võ sĩ linh cẩu nhé. Bản chất khi sinh ra đã thụ hưởng tinh thần săn mồi từ mẹ. Những kẻ máu lạnh này vô cùng thông minh khi đi săn mồi theo cách thức bước đệm, tức là ăn lại hoặc cướp thức ăn của các động vật khác. Ngay cả những động vật to lớn cũng không hẳn là đối thủ của chúng khi lấy số lượng đè chất lượng. Được mệnh danh là cỗ máy đi săn, chúng câu xé con mồi nhờ bộ hàm to và răng sắc nhọn. Những con linh cẩu thường phối hợp theo bầy đàn để tìm kiếm những con mồi khủng hay đi cướp trắng tay những miếng mồi ngon của sư tử. Khi chúng quá đói thì bất kể những gã đô con như voi hay hiêu cao cổ, chúng cũng sẵn sàng tấn công, còn chiến thắng hay không thì khoan hãng bàn tới nha. Từ lâu, linh cẩu danh mạnh đã bị gán cho cái mác là những kẻ hèn nhát, chuyên đi ăn xác thối. Mặc dù phương thức kiếm ăn của linh cẩu không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng nếu so về độ hiệu quả thì ít loại động vật nào có thể sánh bằng. Tại châu Phi, linh cẩu đốm chỉ đứng sau sư tử khi chúng đơn độc chạm trán nhau về sức mạnh. Thậm chí đôi khi linh cẩu còn bắt nạt cả sư tử khi chúng áp đảo về số lượng. Trên thực tế, linh cẩu là động vật săn mồi mạnh mẽ, không chỉ nhặt xác mà chúng còn thường xuyên săn giết những con mồi trong tầm của mình. Theo quan sát, 95% thức ăn của linh cẩu là do chúng săn được. Trong khi đó, tê giác trắng thì có lớp da bảo vệ rất dày, được tạo thành từ các lớp keo với độ dày tối ưu khoảng 5cm, được sắp xếp theo cấu trúc mắt lưới. Tê giác trắng có hai chiếc sừng, sừng phía trước có thể dài tới 1m, chiếc sừng ngắn hơn ở phía sau dài khoảng 0,3 mét. Đây là vũ khí lợi hại nhất của tê giác. Một đòn húc của nó có thể giết chết một con sư tử dễ dàng và nó chỉ gặp nguy hiểm khi trong quá trình thay lớp da mới mà thôi.
Tê giác hầu như không có kẻ thù trong tự nhiên, loại duy nhất có thể đe dọa chúng chỉ có thể là voi châu Phi. Cú húc của tê giác hoàn toàn có thể xuyên qua lớp da của bất cứ loại động vật nào, thậm chí là xuyên qua cả cổ họng của nó. Nếu cho một con linh cẩu với tê giác đứng cạnh nhau thôi, ta đã thấy có sự chênh lệch rõ ràng rồi. Với những lợi thế ấy, tê giác tiếp tục ghi điểm trong phần này, tỷ số nâng lên 2-1. 4. Tập tính. Trong số các loại thú săn mồi, linh cẩu là loại bị ghét nhất bởi bản tính máu lạnh và vô cùng nhẫn tâm. Vẻ bề ngoài của chúng rất dễ nhận dạng khi bao phủ cơ thể là những đốm đen hay sọc vằn. Màu sắc của linh cẩu chủ yếu là nâu vàng hoặc vàng đồng. Linh cẩu là loại động vật khá thông minh và rành mãnh. Chúng có tập tính đi săn theo bầy và hoạt động mạnh về đêm. Nhờ sự giao tiếp qua âm thanh, tư thế cũng như các dấu hiệu khác khiến cho linh cẩu hoạt động nhóm rất ăn ý và tất cả đều diễn ra trong yên lặng khi tiếp cận con mồi. Mặc dù bị coi là loại động vật ăn xác chết nhưng thực tế, linh cẩu là loại động vật săn mồi cực kỳ hiệu quả. Một phần không nhỏ nguồn thức ăn của chúng đến từ việc đi săn các con mồi sống. Tại châu Phi, linh cẩu chỉ đứng sau sư tử về sức mạnh khi cận chiếm một chọi một. Các con mồi ưa thích của linh cẩu bao gồm ngựa vằn, linh rừng đầu bò hay trâu rừng. Ngay cả những động vật to lớn cũng không hẳn là đối thủ của chúng khi lấy số lượng đè đến chất lượng. Vũ khí chính của linh cẩu khi đi săn mồi là bộ hàm to và răng sắc nhọn. Một khi bị cơn đói hành hạ, linh cẩu sẽ không ngại tấn công, ăn thịt bất kỳ thứ gì ở trước mắt, kể cả chính đồng loại của mình. Trong khi đó, tê giác có tập tính lãnh thổ rất cao và đánh dấu lãnh thổ của chúng bằng phân. Nghe có vẻ buồn cười nhưng trên thực tế, tê giác sử dụng mùi của phân để giao tiếp với nhau. Vì phân của mỗi cá thể có mùi riêng, giống như vân tay của mỗi người là khác nhau vậy. Tê giác có thể hiếm khi tụ tập với nhau, nhưng chúng lại dành rất nhiều thời gian với những người bạn lông vũ của mình. Tê giác cũng rất thích đi lang thang một mình và rất yêu thích nước. Chúng có thể nhanh chóng chuyển từ điềm tĩnh sang cáu giận và có thể bướng bỉnh đến khó ưa. Tuy vậy, loại vật rất thú vị này còn được biết đến với bản tính độc lập và có phần hiền hòa hơn. Chúng sẽ không tấn công nếu như cảm thấy các con vật xung quanh không phải là mối đe dọa. Với bản tính này, theo nhận định chủ quan của tôi sẽ ghi điểm cho tê giác, tỷ số nâng lên 3-1. Trải qua 4 vòng đấu, chúng ta có thể thấy tê giác giành chiến thắng ở tiêu chí ngoại hình, kỹ năng săn mồi và tập tính, linh cẩu ghi điểm ở phần tốc độ. Tổng kết lại, tỷ số cuối cùng là 3-1 nghiêng về phía tê giác. Xin chúc mừng chiến binh tê giác của chúng ta. Bạn nghĩ sao về kết quả của trận đấu? Hãy comment ngay xuống phía dưới nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!